cũng trong sáng nay phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn đến thăm hội truyền giáo cơ đốc việt nam thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam phó chủ tịch thường trực quốc hội gửi lời chúc mừng giáng sinh an lành đến quý vị mục sư cùng toàn thể bà con tín hữu của hội truyền giáo cơ đốc việt nam phó chủ tịch thường trực quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của hội truyền giáo cơ đốc việt nam đạt được trong thời gian qua đã vận động bà con tín hữu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật tham gia tích cực vào các phong trào thi đua tại địa phương với tinh thần tu đạo nhưng không đứng ngoài thời cuộc Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2023 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, luôn cần sự đồng lòng, chung sức của người dân cả nước, trong đó có bà con tín hữu của Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam để đưa đất nước phát triển vững mạnh. Thời gian đến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục sư Nguyễn Quang Đức, hội trưởng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, bày tỏ sự cảm ơn trân trọng trước sự quan tâm của đoàn lãnh đạo Trung ương và thành phố nhân dịp lễ giáng sinh 2022, đồng thời khẳng định thời gian đến tiếp tục nêu cao tinh thần kính Chúa yêu nước, đồng hành cùng nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.